vương mạnh giàu. Chiến trường nay ta đã về đây thăm thiết tình đồng chí, nay ta đã về đây xây quê hương mạnh giàu. Là biểu hiện quyền biến, linh hoạt, đầy sáng tạo trong nghệ thuật tác chiến, nghệ thuật dụ binh của tổ tiên. Chiến thắng Bạch Đằng đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Hải Phòng, trở thành hồn thiêng sông núi. Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc Nhật, giang san vượng khí Bạch Đằng Âu. Hào khí Bạch Đằng, hào khí người Hải Phòng. Lấy ít, địch nhiều, lấy yếu, thắng mạnh, lấy lòng dân làm ý chí. Đó cũng là tư tưởng, là hành động của Đảng bộ chính quyền và mỗi người dân Hải Phòng trong công cuộc đổi mới vì một Hải Phòng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Một Hải Phòng đang vươn tới những tầm cao.
trẻ thơ vo tròn quá khứ. Ánh mắt trẻ thơ như muốn hỏi dòng sông, nơi đây có phải những trận bạch đằng trong sử sách? Các em ơi, có biết chỗ ta ngồi nghìn năm ấy là rừng? Bao cây lim hóa thân nhọn sắc, sông bạch đằng làm trận đồ bẫy giặc. Tiếng quân reo còn vang động đâu đây? Chiều trải nắng dòng sông thành dải lụa, chuyến phà vui ríu rít tiếng người sang. Hàng cọc đứng như ngàn dũng sĩ, chặn cuồng phong cho đất nước vào xuân. Sang còn vọng tiếng quân reo, hào khí Đông A dẹp tan quân ngoài sầm. Để đời sau còn mãi lưu danh, hào khí cha ông thành hồn núi sông. Tôi về đây nghe lại tiếng quân reo, hào khí Đông A chạy mãi trong lòng ta. Tự hào thay truyền thống ông cha, để Hải Phòng hôm nay vỡ vẫn
thắng Bạch Đằng là biểu hiện quyền biến, linh hoạt, đầy sáng tạo trong nghệ thuật tác chiến, nghệ thuật dụ binh của tổ tiên. Chiến thắng Bạch Đằng đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Hải Phòng, trở thành hồn thiêng sông núi.